Có rất nhiều loại cây được mình chọn làm cây cảnh, cây công trình đẹp. Trong đó hoa tuyết sơn phi hồng được mình chọn là một loại cây lạ với màu sắc đặc biệt, giúp cây thu hút ánh nhìn và khiến nhiều người ưa chuộng. Xin chào các bạn, hôm nay nhà vườn Vũ Lâm sẽ giới thiệu với các bạn về một trong số những loại hoa đang được nhiều người ưa chuộng hiện nay. Tuyết sơn phi hồng hay còn được nhiều người gọi với tên khác là tuyết sơn phi hồ, chúng là loại cây bụi, lá của cây lúc nhỏ có màu trắng bạc, còn khi lớn lên lại có màu xanh. Cây cho hoa màu hồng tím, bao phủ toàn bộ bề mặt của cây. Nếu nhìn toàn diện, ta thấy cây có màu tím, che hết những lá nhỏ bên trong. Nhờ vào màu sắc của cây nên mang đến vẻ đẹp đầy quyến rũ. Loại cây này thích hợp trong việc trồng để trang trí sân vườn, trồng làm lối đi, hàng rào hoặc trồng trong các công trình đô thị. Và hiện nay, tuyết sơn phi hồng cũng đang được nhiều người lựa chọn làm hoa trưng Tết Nhâm Dần năm 2022. Hiện tại, ở vườn mình đang có sẵn hàng rất nhiều loại cây này với kích thước khác nhau. Như các bạn có thể thấy, cây như trong video mình đang giới thiệu đó là hàng cây giống cao khoảng 40-50cm, cây thân bụi và đang có rất nhiều cành nhánh. Sau khi hết mỗi đợt hoa, chúng ta nên tỉa lại cành, tán để cây phát triển tốt hơn và sẽ cho nhiều hoa và lá hơn vào lần tới. Còn đây là cây tuyết sơn phi hồng, loại rất thân hiện đang có mặt tại vườn mình. Cây cao từ 1m, thân thân khoảng 40-50cm. Tán cây đã phát triển nhiều và có chiều rộng khoảng 40-50cm. Cây này hiện vừa mới kết thúc một đợt hoa và đang chuẩn bị một đợt hoa mới. Hoa tuyết sơn phi hồng thì nó gần như là quanh năm, hoa có liên tục mỗi hai mùa thu và mùa xuân, trung bình khoảng 2-3 tháng cây sẽ nở một đợt. Đây là gốc cây hiện tại bên mình. Khi trồng cây, các bạn nên chọn các loại đất tơi xốp để trồng. Ngoài ra, các bạn còn có thể trộn đất với phân hữu cơ, phân chuồng, sơ dừa hoặc rau chấu, các loại mà mọi người có thể dễ dàng mua được. Cây này mình hiện trồng trong chậu đường kính khoảng 40cm, cao khoảng 30cm. Khi về thì mọi người có thể chuyển chậu to hơn để cây phát triển. Cây này chịu hạn tốt nên chúng ta cũng có thể để ngoài ban công, nhưng nên tưới nước đều đặn để cây được giữ ẩm. Vườn mình hiện còn số lượng lớn cây rất thân như này để phục vụ mọi người dị lẻ hoa Tết. Nên này có nhu cầu hay thắc mắc có thể inbox mình qua Zalo hoặc trong web của nhà vườn Ngọc Lâm, mình có để link dưới phần bình luận. Bên mình sẽ giải đáp thắc mắc và tư vấn cụ thể. Còn đây là cây tuyết sơn phi hồng lá thất thân. Cây này thì to hơn cây trước, cây cao khoảng 1m3 và tán rộng 90cm. Khi hoa nở thì sẽ có một tím và lá bạc như thế này. Nhìn rất là bắt mắt và đẹp. Loại cây này rất dễ trồng và chăm sóc, cây gần như không bị bệnh gì. Cây tuyết sơn từ hoa đến lá, thân đều có hình dáng rất đẹp và lạ mắt, nên được khá nhiều người yêu thích và lựa chọn để trồng làm cảnh quan, trang trí sân vườn, biệt thự, trang trí quán cà phê, làm cảnh quan công trình. Ngoài ra lá và hoa của cây tuyết sơn còn được phơi khô để làm trà, giúp an thần, cảm cúm và cảm lạnh. Đây là một số hình ảnh tuyết sơn phi hồng trồng để trang trí sân vườn, trồng làm lối đi, hàng rào hoặc trong các công trình đô thị. Bên mình hiện chuyên cung cấp các loại cây ăn trái, hoa, cây nhập khẩu độc và lạ, nên các bạn đừng quên theo dõi để có thể xem những video giới thiệu về nhiều loại cây mới hơn nữa. Nếu có thắc mắc, các bạn có thể liên hệ với mình qua Zalo nhà vườn Ngọc Lâm 0923916866 hoặc để lại câu hỏi dưới phần bình luận, bên mình sẽ giải đáp cụ thể và chi tiết.